giết hơn 13 mạng người, hơn chục bản án hiếp dâm và hành hung. Một trong những tên tội phạm giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử, Richard Ramirez, hay còn được mọi người gọi bằng biệt danh Night Stalker, kẻ săn đêm. Tội ác chất thành núi, nhưng hắn và luật sư vẫn mặt dày nộp đơn kháng cáo, mặc cho sự đau khổ kinh hoàng hắn gây ra, khiến các người con mất cha mẹ, các người cháu mất ông bà, các phụ nữ, bé gái, bé trai ám ảnh suốt đời vì bị cưỡng hiếp, các nạn nhân thoát chết nhưng mang thương tật trọn đời. Video này là phần cuối cùng. Sau khi tìm hiểu ở nhiều nguồn, chúng ta hãy cùng đến với kết cục của hắn. Trong video này, mình sẽ nói về hội chứng ái phạm nhân, hybristophilia, một hội chứng tâm lý kỳ lạ đã xảy ra ở nhiều phụ nữ, khiến họ yêu những tên giết người. Video sẽ có nhiều ý kiến cá nhân của mình. Bạn có thể đồng ý với ý kiến của mình hoặc không, không sao cả. Nhưng hãy cùng xem tiếp, vì nó hay đấy. Xin chào, mình là Bác Saber. Hãy cùng mình đến với một buổi phỏng vấn. Lúc này hắn vừa bị bắt không lâu. Chúng ta hãy cùng xem và phân tích từng cử chỉ của một tên tâm thần giết người hàng loạt. And ultimately would be found guilty of a 14th murder. What do you want the world to know about you? Đây là một câu hỏi mở của điều tra viên. Câu hỏi này là để khai thác mong muốn của tên sát nhân. Điều tra viên muốn biết được liệu hắn có mong muốn gì. Khi nắm được những mong muốn của tội phạm, ta dễ dựa vào đó để khai thác hơn. Cùng xem hắn sẽ trả lời như thế nào. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Một câu trả lời không hề bình thường. Nếu người thường khi được hỏi câu hỏi trên, họ sẽ trả lời theo kiểu tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Tuy nhiên hắn đã không nói như vậy. Hắn không thật sự trả lời câu hỏi. Hắn không để người phỏng vấn áp đặt hắn. Hắn muốn thể hiện mình mới là người nắm quyền ở đây. Câu nói của hắn là một sự công kích ngược lại đối với điều tra viên. Giờ chúng ta hãy chú ý vào tư thế ngồi của hai người. Hắn cố ngồi thẳng người, hơi ngã ra sau, đầu hơi kênh lên và nhìn người phỏng vấn bằng cách liếc xuống. Rõ ràng đây là tư thế tỏ vẻ bề trên. Hắn đang ban phát các câu trả lời cho người phỏng vấn. Còn người phỏng vấn thì ngồi thấp, có xu hướng ngã tới, mắt hơi hướng lên trên như đang chờ để được nhận câu trả lời. Chỉ qua vài hành động nhỏ đầu tiên, ta đã thấy được sự nguy hiểm của hắn toát ra. Cùng xem tiếp. Who are you? Câu hỏi này là muốn khiêu khích hắn để hắn nói thêm về bản thân. Trước đó hắn nói mọi người hiểu sai về hắn, nên người phỏng vấn muốn hắn thể hiện. Cùng xem hắn trả lời như thế nào. Who are you? Just a guy. Lại một lần nữa, hắn không trả lời theo ý của người phỏng vấn. Trả lời sau một thoáng suy nghĩ, có vẻ hắn thật sự hiểu được mục đích của câu hỏi là muốn khai thác mình, nên đã trả lời như vậy để chơi đùa với người phỏng vấn. Cách cười mỉm này cho thấy hắn thích thú với câu trả lời hắn vừa nói. Hắn thích thú với việc chơi đùa tâm trí của người khác. Cùng xem tiếp. Did you kill 13 people? Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Từ nãy giờ, người phỏng vấn đã nhường sự chủ động cho hắn qua hai câu hỏi đầu tiên nhằm tạo sự thoải mái khiến hắn lơ là. Câu hỏi lần này nghiêm túc tấn công trực diện và làm thay đổi đột ngột bầu không khí. Liệu hắn sẽ trả lời và phản ứng ra sao? Did you kill 13 people? Hắn bất giác nhìn ra ngoài. Cái nhìn đó cho thấy hắn bỗng nhớ tới những việc làm của hắn ở ngoài song sắt này. For me to comment on my LA convictions. And on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? Người phỏng vấn chộp ngay cơ hội để hỏi dồn ép hắn. Khi bị dồn ép, hắn lại bất giác nhìn ra ngoài. Và có một cử chỉ miệng như vậy. Đó là một cái biểu môi nhưng được kìm lại. Nó giống như hắn đang nói thầm trong đầu. Ông biết rồi sao cứ hỏi hoài vậy? That is correct. Cả
Cách hắn trả lời đúng vậy mang một sự miễn cưỡng rất lớn do bị dồn ép. Ban đầu hắn không muốn trả lời, nhưng do người phỏng vấn dồn ép quá tốt khiến hắn phải trả lời. Điều này làm hắn không hề vui chút nào. Cùng xem phản ứng của hắn khi bị dồn ép thêm một lần nữa. You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard. Cách trả lời lần này có sự tức giận. Việc giết 13 mạng người của hắn, hắn xem như một thành tựu. Bắt hắn nói rằng mình không giết người làm hắn rất khó chịu. Bên trái là lúc hắn bị ép nói mình không giết 13 người. Đây là vẻ mặt buồn, mắt nhắm cam chịu. Còn bên phải là khi hắn bị hỏi nhây. Khuôn mặt tức giận đầy sát khí, mắt mở to, đầu hơi cúi hướng trọng tâm thẳng tới người hỏi. Mình nghĩ nếu đây là ở bên ngoài song sắt, hắn rất có thể sẽ làm những chuyện điên rồ với người phỏng vấn. Chỉ cần qua một đoạn phỏng vấn ngắn với 3 câu hỏi, ta đã thấy được sự nguy hiểm của tên tâm thần toát ra và biết được hắn chắc chắn là hung thủ chỉ cần qua những lời nói của hắn. Có thể mình sẽ làm thêm một video riêng để phân tích nhiều hơn về tâm lý của tên sát nhân này qua các đoạn phỏng vấn. Nếu các bạn còn hứng thú muốn xem thêm, hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, ta sẽ đến ngay với những gì xảy ra sau khi hắn bị bắt và cái kết hắn nhận được. Phiên tòa để xét xử Richard Ramirez đã tốn 1,8 triệu đô tiền thuế, khoảng 40 tỷ Việt Nam đồng vào thời đó, tương đương khoảng 160 tỷ Việt Nam đồng bây giờ, trở thành phiên tòa tốn kém nhất trong lịch sử vào thời điểm ấy. Sự tốn kém không đồng nghĩa với sự hiệu quả. Phiên tòa đã phải xử lý hơn 50.000 trang hồ sơ xét xử, một con số không tưởng, và việc xử lý 50.000 trang hồ sơ đó mất tận 22 năm. Từ lúc bắt được hắn là năm 1984, đến lúc xử lý xong hồ sơ là năm 2006. Sau 22 năm ở tù, hắn đã bị tuyên án tử hình. Tưởng chừng mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng không. Cùng với luật sư, hắn đã làm đơn kháng cáo và mọi thứ phải được xem xét lại từ đầu. 7 năm sau, ngày 7 tháng 6 năm 2013, hắn chết trong tù bởi căn bệnh ung thư hạch bạch huyết. Một cái chết nhanh gọn ở tuổi 53. Đã không có án tử hình nào được thực thi. Phiên tòa mắc tiền nhất thời điểm đó xảy ra như một trò đùa. Sở dĩ có sự chậm trễ khó tin này là vì các tình tiết tăng án cứ tiếp tục được phát hiện thêm. Thực tế, trước vụ án đầu tiên chúng ta tìm hiểu ở phần 1, hắn đã giết người, hiếp dâm nhiều lần mà không bị phát hiện. Tới tận năm 2009, cảnh sát mới tìm được ADN của hắn trong một vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi xảy ra năm 1983. Cho đến hiện nay, chúng ta thật sự vẫn không biết được hết tất cả những gì tên ác quỷ đã làm. Mọi người đều cho rằng tên sát nhân đã hưởng một cái chết không xứng với hắn. Liệu trong 28 năm ở tù, hắn có nhận được những hình phạt thích đáng hay không? Câu trả lời là không. Hắn đã được chữa lành cả hàm răng trong khoảng thời gian ở trong tù. Hắn trang trí phòng giam của mình bằng những hình ảnh hiện trường của các vụ án mà luật sư cung cấp. Hắn dán hình những người hắn giết dã man lên tường như một chuỗi chiến tích. Mỗi lần lên hầu tòa là như một lần hắn trình diễn, tuyên xưng và truyền đạo Satan. Hắn nhận được rất nhiều thư hâm mộ từ những người theo đạo Satan và thư của các cô gái hâm mộ hắn. Phải, bạn không nghe lầm đâu. Rất nhiều cô gái hâm mộ hắn đến tòa chỉ để được nhìn thấy hắn. Không những không phải trả giá, hắn còn được phép kết hôn trong tù vào năm 1996. Vợ hắn và những cô gái hâm mộ hắn là những người mắc hội chứng Hybristophilia, hội chứng yêu các tên phạm nhân. Có nhiều nguyên nhân khiến họ mắc hội chứng trên. Một số người vì thích cảm giác nổi tiếng chung với tên sát nhân, muốn được xuất hiện chung trong những trang báo hoặc phim tài liệu. Một số người thì có mong muốn thuần hóa những con quỷ. Họ nghĩ việc yêu một quái vật, dùng tình yêu thuần hóa được quái vật là một việc rất lãng mạn. Những người này thường là do bị ảnh hưởng rất nhiều bởi phim ảnh và các câu chuyện. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các nội dung phim về người sói, về ma cà rồng yêu một cô gái. Thậm chí còn có chuyện cổ tích người đẹp và quái vật. Có nhiều bộ phim nhân vật chính là sát thủ giết người được tình yêu cảm hóa. Những thứ đó đã vô tình khiến họ có tình cảm với những tên sát nhân hàng loạt. Và một nguyên nhân nữa khiến nhiều phụ nữ mắc hội chứng này
là do những tổn thương ở quá khứ được gây nên bởi đàn ông. Họ sẽ cảm thấy an toàn hơn khi người đàn ông của họ bị giam sau song sắt, không thể đánh họ, không thể lừa dối họ, luôn đúng giờ, luôn trả lời thư. Và họ cũng chả cần phải làm gì để phục vụ cho người đàn ông ấy. Đó là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt nhiều phụ nữ từng tổn thương do đàn ông gây nên. Theo mình, đây là hội chứng tâm lý cần được chữa trị, và nó có thể xảy ra với nhiều người một cách âm thầm. Mình tin những kiến thức này sẽ giúp được cho nhiều người cảnh giác hơn với những nội dung phim ảnh chúng ta xem hàng ngày, không để nó ảnh hưởng tới tâm trí quá nhiều. Bạn có cảm thấy bất công không? Hắn đã giết hơn 14 mạng người. Bắn vào đầu là cách hắn ra tay nhẹ nhất. Còn lại, hắn đã dùng dao để đâm liên tục, dùng búa để đập, có khi còn đạp họ tới chết, thậm chí còn móc mắt đem ra khỏi hiện trường. Hãm hiếp, hành hạ là những điều hắn luôn làm với những nạn nhân nữ. Mình luôn lạnh người mỗi khi nghĩ về nỗi đau của các nạn nhân phải trải qua trước khi chết, và nỗi đau của những người thân họ. Khi biết được hắn đã chết bởi căn bệnh ung thư một cách nhanh chóng, và biết được cuộc sống sung sướng của hắn ở trong tù, liệu có từ ngữ nào thích hợp hơn hai chữ bất công? Mình đã bứt rứt, khó chịu và cảm thấy mất niềm tin khi biết được tường tận về kết thúc của hắn. Thậm chí lúc đó mình còn nghĩ hắn đã được quỷ Satan mà hắn tôn sùng phù hộ, và mình nghĩ nhiều người cũng có cảm xúc giống mình. Nhưng mình đã chọn không dừng lại ở đây. Mình đã tìm hiểu sâu hơn nữa. Và lần này mọi người hãy tin mình, tạm đặt hai chữ bất công sang một bên và nghe mình phân tích một chút. Cái ác thật sự chưa bao giờ chiến thắng. Đây là hắn khi ra tòa. Khi bị tuyên án tử hình. Big deal. That's all we're going with the territory. I'll see you in Disneyland. Tất cả sự ngạo nghễ này, có phải hắn đang chứng minh hắn không sợ chết? Hắn thờ quỷ dữ nên hắn tỏ ra không sợ cái chết. Nhưng sự ngạo nghễ ấy chỉ là giả dối. Hắn rất sợ chết và nộp đơn kháng cáo để được sống thêm. Đơn kháng cáo đó cũng là minh chứng cho thấy vì sợ chết, hắn đã dám phủ nhận mình giết người. You didn't kill 13 people? That is correct. Đi ngược lại với sự ngạo nghễ, tuyên xưng Satan ban đầu. Vì sợ chết, hắn đã phủ nhận con quỷ hắn tôn thờ. Đây là hắn khi nói về tình yêu. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Hắn nói hắn đã từ bỏ tình yêu và hạnh phúc, từ bỏ để phụng sự quỷ dữ. Nhưng lần này, nhờ việc được sống thêm nhiều năm trong tù, hắn đã tìm được tình yêu và yêu cầu được kết hôn trong tù. Quá rõ ràng, hắn lần nữa đã phản bội lại thứ hắn tôn sùng, phản bội lại quỷ dữ. Chúa Giêsu đã bị tử hình bằng cách chịu đóng đinh trên thập giá. Cái chết ấy mang lại nhiều ý nghĩa để sau này hình thành nên tôn giáo lớn nhất thế giới. Và như chúng ta biết, Thiên Chúa giáo chính là đối nghịch của Satan giáo. Nếu Richard bị tử hình khi ấy, hắn vô tình sẽ có cái chết giống với Chúa Giêsu. Và nếu bị tử hình với cái danh tiếng quỷ dữ này, rất có thể hắn sẽ lan tỏa được rất mạnh đạo Satan cực đoan. Có thể hắn sẽ được tôn sùng và sống mãi mãi. Nhưng mọi thứ đã không xảy ra như vậy. Hắn đã sống để ta thấy hắn không còn là quỷ dữ. Hắn cũng sợ chết, cũng mong muốn được kết hôn. Và hắn đã sống để tự hắn phá đi cái danh tiếng quỷ dữ của mình. Về cái chết của hắn, mình đã cảm thấy bất công khi nghe về nó. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, như thế nào là công bằng, là đủ. Nếu ta tra tấn hắn, đâm hắn, hiếp dâm hắn, hoặc móc mắt hắn như những gì hắn đã làm, liệu có là đủ? Không đâu. 50.000 trang giấy có thể đủ để ghi tội lỗi của hắn, chứ không có hình phạt nào với hắn là đủ cả. Và nếu ta làm những điều trên với hắn để cảm thấy thỏa mãn, thì chẳng phải ta đã trở thành hắn sao? Đây là video về Gary Ridgway, kẻ sát nhân máu lạnh giết 48 người phụ nữ.
Hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc dù bị chửi rủa thậm tệ. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. Nhưng đây là lời của một người cha có con bị giết đã nói. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Mình tin sự tha thứ là ý nghĩa nằm sau tất cả. Hai chữ tha thứ đôi khi cực kỳ khó để nói ra, nhưng hãy xem sức mạnh kinh khủng của nó. Bẻ gãy tên sát nhân máu lạnh ngay lập tức. Căn bệnh ung thư đã giết chết Richard, cho hắn cái chết nhanh chóng, cũng như nhắc chúng ta về sự tha thứ. Vì chỉ có tha thứ mới giết được những tên sát nhân, chữa lành được cho người ở lại và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Với mình, cái chết của Richard Ramirez không phải là một cái chết công bằng, nhưng là một cái chết hoàn hảo. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Lời cảm ơn chân thành đến bạn Nguyễn Anh Trung và bạn Lê Thanh Vi là hai bạn đầu tiên đã gửi chi phí ủng hộ cho Bass Saber. Đây là động lực rất lớn giúp mình duy trì và phát triển kênh. Mọi người hãy donate cho mình nếu cảm thấy mình xứng đáng. Hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.